canh cá. Cá này cái gì vậy? Cá thác lát hay gì? Cá thác lát, cuộn bắp cải cuộn cá thác lát. Bắp cải cuộn cá thác lát. Nguyên liệu thì gồm có cá thác lát nè, rồi mình để vô dầu, nước mắm, tiêu, hành, rồi mình tán lên nha các bạn. Tán lên xong rồi mình bắp cải thì mình phải trụng sơ qua, rồi mình mới lột từ bắp ra, rồi mình mới cắt, mình cuốn, mình để cá thác lát ở trong. Nhưng mà cái này mình tán vậy chút nữa mình để thêm thịt nạc vô, để thêm thịt vô cho nó ngon, có thịt có cá. Này chưa cá thác lát không? Ừ. Cá thác lát để đi như lót gì mua? Không. Không. Đó, bây giờ mình bỏ thêm thịt xay vô. Có ướp rồi đó, bây giờ mình để vô mình tán chân. Với thịt bây giờ mình tán đã xong rồi nha các bạn. Bây giờ kế tiếp mình, ví dụ như các bạn cái bắp cải thật là lớn thì các bạn còn cắt ra tét ra được, còn này cái bắp cải này nó nhỏ, nếu mình tét ra thì nó sẽ bị rách tùm lum hết. Thành ra bây giờ mình bắt nước lên cho nước nó nóng, giống như mình luộc mỗi nguyên bắp vậy nè, mình luộc cho nó vừa nhũn xuống hết trơn, cái là mình cắt ra gỡ ra rất là dễ gỡ, không rách. Rồi mình cuốn cho nó dễ đó ha. Rồi cái bắp cải mình đã trụng sơ mình lột rồi các bạn ha, rất là dễ lột này, rất là dễ lột ha. Mình chỉ cần để vậy mình lột mà nó ra hết trơn rồi. Các bạn thấy không, mình chấn mấy cái đầu này nè ha, mấy cái chỗ này cái cọng này nè, mình tách nó ra đó. Mình lật lại, mình lột thì là nó ra hết trơn đây. À, ha, rất là dễ lột. Nếu cái bắp cải lớn thì mình lột luôn, mình cắt rồi mình lột thì nó dễ, nhưng mà mình cũng phải trần qua nước sôi nè, ăn cho nó mềm mà mình mới dễ cuốn đó. Tùy theo các bạn ăn nhiều ít. Xong này là dừa, mình cũng là dừa đủ xài rồi đó. Rồi xong, bây giờ cá trong tủ lạnh mình tán rồi, mình để bây giờ mình phải tán lại, đem ra là mình phải tán lại mới dai. À, cũng rất là dai rồi đó, nhưng mà mình muốn nó dai hơn nữa thì mình tán lại. Mình quan tán dai lắm mà. Dai lắm. Ờ à. Gói luôn rồi. Khỏi tán nữa. Rồi để giờ gói ha. Cái tay mạnh là tán gì ăn dễ lắm. Dài quá. Cuốn có mấy con gà rồi. Cuốn rồi phải không? Ừ. Cuốn đẹp như ta. Cái này không có dây, cái hành đó các bạn, mà có hành đó các bạn, trụng hành một lượt với bắp cải đó, rồi mình cột nó chữ thập lên thì nó rất là đẹp. Còn cái này nếu mình không có dây nữa thì mình lấy cây tăm mình xuyên nó ngang vậy nè, nhìn nó không đẹp nhưng mà ăn không rất chất lượng, nó ngon như vậy đó. Nếu mà các bạn không có tăm, không có dây, chỉ ăn luôn không có thì nó lúc nữa anh. Anh tính ghi tâm gì ăn nó tiện, ăn có tâm chỉ răng luôn. Nói giỡn quá. À, mình hấp hả? Hay chiên? Không có hấp, mình nấu cái chiên, nấu canh. Nấu canh mình em. Nói giờ đâu có thấy làm món này cho anh ăn đâu. Hồi xưa em đi thi món này nè, mà có cộng hành đầy đủ á, thì tại mình đi chơi về mình chưa có đi chợ. Hết rồi, hết hành. Còn cái cộng thì là nhỏ ra. Thì cái công gia chánh á, em gói bằng cái nó vuông,
nó vuông rồi em cột lấy hành lá mà dài á, mình đi chợ mua cái mình luộc trụng chung với bắp cải nè, với mình cột chi thập lên trên có cái nơ nữa, chấm vừa ăn ngon mà vừa Đẹp phải là đẹp mắt nữa đó. Thôi thời đi học đó, vui lắm. Còn bây giờ cái sợi dây này thì đúng ra là cái cọng này là cái cọng thì là mình còn cái cọng thì là mình cột vậy thôi, chứ còn mà phải cột bằng cái cọng hành á thì nó dễ cột hơn đó, đứt ha, anh thấy nó đứt không, vẫn vẫn hai vòng là nó đứt, cái cọng thì Đúng là nó ba yếu vòng. hơn một vòng mà. Còn nếu mà mình không có cọng hành nữa thì các bạn cứ lấy cây tăm mà xuyên qua không sao hết. Tại vì khi mình nấu xong rồi mình cũng nó dính xong mình cũng rút cái cây tăm ra thôi. Ăn rút ra xỉa răng luôn. Mình thì cũng nấu canh bắp Vậy cải với cá thác lát, nhưng mà đẹp có một hả? cái là mình làm cho kiểu kiểu cỏ xíu vậy đó thì nhìn nó bắt mắt nữa. Món này hồi xưa em đặt dễ nhất kìa. Không, ba món lận, bông cải xào với thịt kho rượu, mà kho phải cắt miếng thịt làm sao mà ra khi mà kho miếng thịt nó không nó bằng mặt nó bằng với nhau chứ nó không bị rút cái đầu lại đó, thì cái đó là một cái hình thức để mà chấm điểm nữa. Thì khi mà cắt miếng thịt đó thì em cắt hai cái, tại vì mỡ thì nấu thì nó không có thun, không có rút lại, mà cái nạc thì nó rút lại. Thành ra khi mà em kho thịt đùi đó, cắt cái miếng thịt đùi đó thì mình cắt xéo, mình cắt cho nó xéo cái mỡ cái thịt nó cái bề chỗ mà thịt đó thì mình cắt cho nó xéo ra ngoài mỗi cái chừng một phần hai bên, thì khi mà nó rút lại là cái miếng thịt nó bằng, nó không có bị cái ngắn cái teo cái miếng thịt vô, thấy nhìn nó không đẹp miếng thịt Ta rồi kho. đúng Thịt ba rọi thịt không, hồi đó không? Thật rồi. em kho thịt đùi, em đi thi em kho thịt đùi. Lúc đó em học lớp 12 á, thi mà lúc bữa đó là lễ thi chuyên cắt chuyên nhị á. Anh biết làm sao anh đậu rồi. Sao đậu Em thì nấu ăn ngon. không có ngon đâu, mà tại vì lúc đó em cũng hơi đẹp rồi. Mấy giám khảo mấy ông lé còn mắt cũng chấm ta Chuyện chấm kỳ. sai. Các bạn mà nếu mà không không mà lấy cái dây cột đó, thì các bạn lấy cái tăm các bạn xuyên nghe, xuyên ngang, nhưng mà nhìn nó không đẹp thôi, nhìn nó không đẹp, nhìn nó không đẹp, nó bình thường quá đó, nhìn nó không đẹp. Thành ra mình lấy cái dây mình cột ấy, thì nó đẹp hơn. Rồi trong cái lúc đó thì mình Dây cột bắt đẹp là hả? nước lên, dây cột nó đẹp hơn. Mình mới đi chơi về, mình không có đi, mình trong nhà cũng gần hết đồ, mình đi chơi đến 4 5 ngày rồi mình về, mình chưa có đi chợ, thành ra hành nó không có còn, mà còn thì là cọng thì là em lấy em làm tạm đó. Thì đúng ra là mình cột cọng hành thì thấy nó đẹp hơn, có cái này ha ha, nhìn nó không đẹp ha. Anh chấm em 10 điểm. Em cuốn cho nhanh cho xong mà nước sôi rồi kìa, thả vô. Giờ em cuốn xong hết rồi, giờ mình nấu nước sôi rồi mình thả vô. Những cái nào mà không có xanh xanh nó tất nhiên là cây tăm á. Không, giờ đợi nước sôi lên, bây giờ mình còn một miếng cá dư đây, mình múc vô luôn. Canh nó đã sôi với mình hớt bọt các bạn. Cá thì nó nhanh chín lắm. Mình hớt bọt xong rồi, mình cho vô đây mình một tí muối.
2 muỗng cà phê bột nêm. Muối 2 muỗng cà phê bột nêm rồi, mình hớt bột xong mình nếm lại. Tại vì cá nó rất là nhanh chín. Ngọt quá, ngọt lắm, tay cá thắt lát ra ngọt lắm anh ơi. Rồi bây giờ mình tắt nè, tắt lửa chín rồi các bạn ơi, rắc miếng tiêu vô, mình sắc hành ngò mình để vô. Rồi đây là một cái tô canh là vừa chín xong hết đó các bạn ơi. Thay vì mình nấu cá thắt lát mình múc viên viên rồi mình cắt bắp cải mình để vô thì nó bình thường quá. Bây giờ mình thay đổi, mình cuốn như vậy nè, nhìn nó sẽ bắt mắt và hấp dẫn hơn, để thay đổi vừa thay đổi hình thức mà ăn nó sẽ lạ nữa, sẽ làm cho ở trong gia đình có một cái bữa ăn vui và lạ mắt mà ngon nữa. Đó, các bạn nào thích thì vào bếp chia sẻ với mình làm cái món này ha. Rồi các bạn nào thích cái video này nhớ like và subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Rồi, hẹn gặp lại video sau. Bye. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.